mà mua, bạn này mua bây giờ. Ôi, mua củi cháu coi. Anh Ngọc ơi, đi thôi. Ơi, anh đi rồi. Mời mời anh ơi. Đây. Hả? Nhân bản xuống bán bao nhiêu mua tất luôn. Bao nhiêu mua này? Mua tất luôn đấy này. Mua tất luôn. Nhân bản. Mua nghìn một bó. Chỗ này giả 20. 50.000 à? Bán củi tặng đòn gánh nhá. Tặng đòn gánh. Bạn tặng cả đòn gánh à? Em có tặng người không? Tặng người không? Tặng người nhưng mà người về lại phải nuôi tốn cơm của. Ta mua bó rồi. Hai bó mua tặng một đấy. Mua tặng một. Mua tặng một. Tun ga rồi. Người ta không mua củi đâu mà mua. Bạn này mua bây giờ. Bây giờ là tun ga rồi. Đúng không? Bây giờ xã hội. Ga bây giờ. Ga giờ thời buổi này ai mua củi đâu cháu? Không mua củi. Tun ga. Nhưng mà cái củi này bây giờ ai người ta dùng nữa? Bây giờ không
đúng nghề là chúng ra rồi. Này, làm lon bót cà phê này. Cà phê thơm nhỉ? Ngon thật đấy. Ngon. Mày thì hay củi tiếp chứ. Hôm nay bán củi vui không? Hôm nay mày là có chịu mua củi rồi đấy. Không thì giờ này vẫn ngồi đấy mà bán. Công nhận. Không anh em mình uống chiều.